Greetings, our wonderful students from Chu Văn An Junior High School. Rồi, chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu ôn tập từ Unit 1 đến Unit 3 để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 sắp tới. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Unit 1, Free Time, thời gian rảnh rỗi. Trong unit này thì các bạn cần ôn tập về những từ vựng liên quan đến hobbies, liên quan đến những cái sở thích. Thì mình có những cái từ vựng sau: collect soccer stickers, build models, bake cakes, make vlogs, read comics, play online games. Sau đó các bạn sẽ ôn tập về cách sử dụng present simple, thì hiện tại đơn, talk about habits or things that happen regularly, nói về những cái việc, những cái thói quen mà mình làm hàng ngày. Rồi, đối với thì hiện tại đơn thì câu khẳng định chúng ta sẽ dùng cấu trúc như thế này: I, we, you, they, hoặc là những chủ ngữ số nhiều, mình sẽ cộng với lại động từ nguyên mẫu verb pair. He, she, it, hoặc những chủ ngữ số ít, thì mình sẽ cộng với lại động từ thêm s hoặc là es. Đối với câu phủ định thì những chủ ngữ I, we, you, they hoặc những chủ ngữ số nhiều, mình sẽ cộng với don't, sau đó sẽ là động từ nguyên mẫu verb be. Và he, she, it và những chủ ngữ số ít, mình sẽ cộng với doesn't, sau đó đằng sau sẽ là động từ nguyên mẫu verb be. Còn đối với câu hỏi thì nếu như chủ ngữ là I, we, you, they hoặc những chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ đưa do lên trên trước và ở đằng sau sẽ là động từ nguyên mẫu. Còn nếu như chủ ngữ là he, she, it hoặc những chủ ngữ số ít thì mình sẽ đưa does lên đầu và đằng sau sẽ là động từ nguyên mẫu. Câu trả lời sẽ là yes, chủ ngữ do hoặc does. No, chủ ngữ don't hoặc doesn't. Rồi, các bạn nhớ ôn tập lại về cấu trúc của thì hiện tại đơn. Đây là một số ví dụ các bạn có thể thấy. I eat breakfast at 6:30 a.m. but she eats breakfast at 6 a.m. We don't play games every day, but he doesn't play games every day. Do they go to school at 7 a.m.? Do they go? Does Lan go to school at 7 a.m.? Does Lan go? Rồi, các bạn có thể nhìn những cái ví dụ này để ôn tập cấu trúc của thì hiện tại đơn. Tiếp đến là mình sẽ ôn tập về những prepositions of place, những giới từ chỉ vị trí. Thì mình có những cái ví dụ sau. The owl is in the box. Con cú đang ở trong chiếc hộp. The owl is on the box. Con cú đang ở trên chiếc hộp. The owl is behind the box. Con cú đang ở đằng sau chiếc hộp. The owl is next to the box. Con cú đang ở kế bên chiếc hộp. The owl is in front of the box. Con cú đang ở trước cái hộp. The owl is beside the box. Con cú đang ở sát bên cái hộp. The owl is between two boxes. Rồi, con cú đang ở giữa hai chiếc hộp. Thì các bạn nhớ là từ giữa thì nó phải giữa hai cái gì đó. Thì ở đây mình có thể sử dụng between two boxes hay là between box one and box 2. The blue owl is opposite the green one. Con cú xanh thì đối diện với con cú màu xanh lá cây. Rồi, đây là những cái giới từ thời gian mà các bạn cần phải ôn tập. Tiếp theo là mình sẽ ôn về cách sử dụng thì present continuous, thì hiện tại tiếp diễn, for future plans, cho những cái kế hoạch trong tương lai. Thì cấu trúc của nó, câu khẳng định cấu trúc sẽ là chủ ngữ cộng với am, is, are
cộng với lại động từ thêm in. Ví dụ, he is playing game tomorrow. He is. Câu phủ định, chủ ngữ cộng am, is, are, cộng not, sau đó cộng với động từ thêm in. Ví dụ, I am not going to school this Sunday. I am not going. Và đối với câu hỏi thì mình sẽ đưa am, is, are lên trước chủ ngữ. Am, is, are cộng với chủ ngữ, cộng với verb in. For example, are you meeting with Lucy tonight? Yes. Câu trả lời, yes, chủ ngữ cộng với be. No, chủ ngữ cộng với be not. Rồi, các bạn ôn tập về thì hiện tại tiết diện ha. Và các bạn cũng cần ôn tập những từ vựng về extreme sport. Extreme sport là những cái môn thể thao mạo hiểm. Ví dụ mình có những cái môn như là windsurfing, mountain biking, skateboarding, gió biển and rock climbing. Đây là những từ vựng về thể thao mạo hiểm các bạn cần ôn tập. Tiếp theo mình sẽ đến với unit 2. Health, sức khỏe. Rồi, trong unit 2 thì các bạn cần ôn tập những từ vựng về a healthy lifestyle, một lối sống lành mạnh. Mình có những cái từ vựng sau: get some sleep, eat fruit and vegetables, eat fast food, drink soda, healthy, unhealthy, keep warm, take medicine or take vitamin. Và các bạn cũng cần ôn tập về những indefinite quantifiers, những cái lượng từ. Rồi, trước khi mình ôn đến những cái này thì các bạn cần nhớ về hai loại danh từ. Thứ nhất ở đây mình có water. Water là nước. Thì nước là một uncountable noun, là một danh từ không đếm được. Còn ở đây mình có apples. Thì apples là countable noun, danh từ đếm được. Rồi, thì ở đây mình thấy mình có là a little or some sugar, một ít hoặc là một chút đường. Nhưng mình có a lot of và lots of sugar, có nghĩa là rất là nhiều đường. Và some và lots of thì mình dùng cho cả hai loại danh từ. Mình có thể sử dụng cho danh từ không đếm được như là some. Lots of milk là sữa. Hoặc là mình có thể sử dụng cho danh từ đếm được là some. Lots of oranges. Oranges là danh từ đếm được. Còn a little và not much mình chỉ được sử dụng cho danh từ không đếm được thôi. Ví dụ như ở đây là mình có a little hay là not much soda. Soda là danh từ không đếm được. Còn a few thì mình sẽ đi với danh từ đếm được. Ở đây chính là bananas, quả chuối. Rồi, các bạn ôn tập những cái lượng từ này để làm bài cho tốt ha. Và nếu như các bạn sử dụng cấu trúc là I don't have any, có nghĩa là tôi không có gì hết, có nghĩa là mình không có cái gì luôn. I don't have any apples mean I have no apple. Tôi không có quả táo nào cả. Tiếp theo, mình sẽ ôn tập về cách đưa ra lời khuyên, advice, and persuade someone to have a healthy lifestyle. Và khuyên nhủ một người có một cái lối sống lành mạnh bằng cách sử dụng should hoặc là shouldn't. Sau should và shouldn't thì mình sẽ cộng với động từ nguyên mẫu. Ví dụ, she has a stomachache. Cô ấy đang bị đau bụng. Vậy thì she should get some rest. Cô ấy nên đi nghỉ một chút. She shouldn't drink soda. Cô ấy không nên uống nước có ga nữa. Và should she take medicine? Yes, she should. Cô ấy có nên uống thuốc không? Cô ấy nên. Yes, she should. Should she eat junk food?
No, she shouldn't. Cô ấy có nên ăn thức ăn nhanh không? Không, cô ấy không nên. Rồi, các bạn ôn tập về should và shouldn't cùng với câu hỏi của should ha. Và trong unit này các bạn cũng cần tập nói về những cái healthy food, những cái thức ăn có lợi cho sức khỏe. Tiếp theo mình sẽ đến với unit 3, Music and Art, âm nhạc và mỹ thuật. Trong unit này thì các bạn sẽ ôn tập về những cái từ vựng về loại nhạc mà bạn yêu thích, music that you like. Thì ở đây mình có những cái loại nhạc sau: jazz, pop, và pop thì là viết tắt của từ popular, rock, hip hop, classical music, country music. Ok, đó là những cái loại nhạc. Và tiếp theo, các bạn cần ôn tập về lại, về thì hiện tại đơn. Nhưng ở đây thì hiện tại đơn là mình nói về những cái thứ mà mình thích hoặc là không thích ha. Likes and dislikes. Hoặc là nói về những cái việc mà nó đúng cho một thời gian dài. Rồi, ví dụ như they love listening to music. Họ thích nghe nhạc thì đây là sở thích của họ. Cho nên ở đây mình sẽ dùng love. She doesn't like listening to music. Cô ấy không thích nghe nhạc thì đây là điều cô ấy không thích. Cho nên ở đây mình cũng sẽ dùng là doesn't like. Tiếp theo, các bạn cần ôn tập về cách thêm s hoặc là es vào trong động từ khi mình sử dụng thì hiện tại đơn. Rồi, quy tắc đầu tiên, we add s to most verbs. Thì đa số động từ mình chỉ cần thêm s là được. Ví dụ như ở đây là like, thì mình chỉ cần thêm s là likes là được. Rồi, đối với những động từ mà kết thúc là những âm sau, o, s, sh, ch, x, o, z, thì mình sẽ thêm es vào động từ. Ví dụ như ở đây mình có từ go, thì tận cùng là âm o, thì mình sẽ thêm es vào là thành goes. Và từ pass, khi mà ở đây là tận cùng là âm s, thì thêm mình sẽ thêm es là thành passes. Còn đối với những cái động từ mà kết thúc là một phụ âm, consonant là phụ âm, sau đó là chữ y, thì mình sẽ chuyển cái chữ y, chữ y dài này thành e, sau đó mình thêm es. Rồi, ví dụ như ở đây study thì mình sẽ chuyển thành studies như thế này. Rồi, các bạn ôn tập ha. Và tiếp theo là về cách phát âm s và es ở cuối động từ. Rồi, mình sẽ có ba cách phát âm là is, s và z. Rồi, mình sẽ đọc là is khi âm cuối của từ gốc là những cái phụ âm s, sh, z, j và ch. Rồi, thầy có để những cái ví dụ ở đây để các bạn có thể ôn tập cho dễ dàng ha. Rồi, mình sẽ đọc là âm s khi âm cuối của từ gốc là các phụ âm t, p, k và f. Rồi, thầy cũng có một số ví dụ ở đây, các bạn có thể xem thử. Và mình sẽ đọc là âm z khi âm cuối của từ gốc là nguyên âm hoặc các phụ âm còn lại. Có nghĩa là nếu như không có ở trên hai trường hợp ở dưới đây thì nó sẽ đọc là âm z. Các bạn ôn tập ha. Và tiếp theo là những cái giới từ về thời gian. Thì nhớ cho thầy, mình sẽ có ba giới từ thời gian là in, on và at. Thứ nhất là on. On nó sẽ đứng trước những cái từ diễn tả thứ trong tuần. Ví dụ như là Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Những cái ngày hoặc là những cái ngày tháng năm. Ví dụ như là the 20th of May, ngày 20 hoặc là ngày 20 tháng 5. Hoặc là on December 25, ngày 25 tháng 12. Rồi, on Christmas Eve là vào ngày trước Giáng sinh. Thì do Eve là ngày trước Giáng sinh cho nên ở đây mình cũng phải dùng là on.
On Easter Day, vào ngày lễ phục sinh. Thì ở đây, day là ngày, cho nên ở đây mình cũng sẽ dùng on luôn. Tiếp theo là at. At nó sẽ diễn tả những cái thời khác như là mấy giờ và là lúc nào. Ở đây mình có at 7 o'clock và lúc 7 giờ. At lunch time, vào thời gian ăn trưa. At noon, vào giờ trưa. Và at night, vào buổi tối. Và tiếp theo là in. In mình sẽ dùng cho những cái thời gian dài như là những cái buổi trong ngày nè. Như là in the morning, in the afternoon, in the evening. Tháng, in January, in March, in February. Mùa, in the summer, in the spring, in the winter, in the autumn. Hoặc là những cái thập kỷ, thế kỷ. Ok, các bạn lưu ý ha. Rồi, và cuối cùng là mình sẽ ôn tập về possessive adjectives, những tính từ sở hữu. Rồi, thì mình có những cái subject pronoun như là I, we, you, they, he, she, it. Thì mình sẽ có những tính từ sở hữu tương ứng. Như là I thì mình sẽ có my, you là your, we là our, they là their, he là his, she là her và it là its. Và lưu ý là sau những cái tính từ sở hữu mình sẽ dùng một danh từ. Ví dụ như ở đây my song, song là bài hát thì song là một danh từ. Your favorite music, music là danh từ. Our school, school là danh từ. Their show, show cũng là danh từ. His band, her performance, its sound. Thì band, performance và sound là danh từ. Rồi, đây là những kiến thức các bạn cần ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kỳ ha. Tiếp theo là mình sẽ ôn tập một số những cái cấu trúc viết lại câu mà mình sẽ gặp ở trong bài kiểm tra. Thứ nhất là cấu trúc giữa text, spans. Rồi, lưu ý cho thầy ha, là text mình sẽ cộng với lại someone, sau đó là một khoảng thời gian, sau đó sẽ là to, cộng động từ nguyên mẫu. Nhưng ở đây là span, span thì nó sẽ có một subject, có nghĩa là các bạn sẽ đưa someone ở đây xuống dưới thành subject cho thầy. Rồi, sau đó, sau span sẽ là một khoảng thời gian, và sau đó sẽ là verb in. Rồi, ví dụ, it takes him 2 hours to do all his homework, thì mình sẽ chuyển thành là he spends 2 hours doing all his homework. Rồi, ở đây nó có 3 câu bài tập ví dụ. Rồi, bây giờ các bạn dừng video một chút xíu để làm thử 3 câu này ha. Sau đó mình sẽ kiểm tra đáp án. Rồi, đáp án của câu 1 là Lung spends 2 hours building his models. Câu 2, it takes Lucy a lot of time to do her homework. Và câu 3, do you spend 2 days making a cake? Rồi, các bạn kiểm tra xem các bạn đã làm đúng chưa ha. Rồi, dạng thứ 2. Dạng thứ 2 sẽ có cấu trúc như sau. Là chủ ngữ cộng với be interested in cộng với verb in. Thì mình sẽ chuyển thành một trong hai cấu trúc sau là chủ ngữ cộng với lại things. Rồi, nếu như chủ ngữ ở đây là chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít như là he, she, it, thì mình sẽ thêm s vào cho thầy. Sau đó sẽ là cái verb in ở đây mình sẽ đưa xuống. Sau đó mình sẽ là be và cộng với lại interesting. Và cấu trúc thứ hai là chủ ngữ cộng finds. Cũng như ở trên, nếu như chủ ngữ ở đây là ngôi thứ ba số ít, thì mình sẽ thêm s vào finds, cộng với lại verb in ở đây, sau đó mình sẽ cộng với lại interesting. Rồi, thầy có một ví dụ như sau. Ha is interested in baking cake. Thì mình sẽ chuyển thành là ha. Ha là ngôi thứ ba số ít ha, cho nên ở đây sẽ là things. Baking cake mình đưa xuống, sau đó là is interesting. Ha finds baking cake interesting.
Rồi, bây giờ các bạn dừng video một chút xíu để làm thử hai câu ví dụ ở dưới đây ha. Các bạn sẽ chuyển những cái câu đề thành find và think cho thầy ha. Rồi. Đáp án câu số 1. Lucy finds building models interesting. Rồi, Lucy là ngôi thứ ba số ít đây, cho nên finds phải có S. Và Lucy thinks building model is interesting. Thì ở đây, Lucy là ngôi thứ ba số ít, cho nên thinks sẽ có S. Và câu số 2. We find reading comics interesting. Ở đây mình có we là một chủ ngữ số nhiều, cho nên find sẽ không có S ở đây. Và we think reading comics is interesting. Think ở đây cũng sẽ không có S. Rồi, các bạn kiểm tra xem đã làm đúng chưa ha. Và câu trúc số 3 là chủ ngữ cộng với lại like, love, enjoy cộng với lại động từ thêm in. Thì mình sẽ chuyển thành một trong ba cấu trúc sau tùy theo đề bài yêu cầu. Chủ ngữ cộng be interested in cộng verb in. Chủ ngữ cộng be fond of cộng verb in. Và chủ ngữ cộng be keen on cộng với lại verb in. Ví dụ, Lisa likes baking cake. Thì mình sẽ chuyển thành Lisa is interested in baking cake. Lisa is fond of baking cake. Lisa is keen on baking cake. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm hai câu này ha. Và các bạn lưu ý là đề bài người ta cho yêu cầu mình cần làm cái gì. Như câu 1 thì yêu cầu mình làm fond với keen. Câu số 2 là interested và fond. Thì các bạn áp dụng đúng công thức để làm ha. Các bạn dừng video một chút xíu để làm. Sau đó mình sẽ kiểm tra đáp án. Rồi, câu số 1. I'm not fond of making vlogs and collecting soccer stickers. Rồi, các bạn thấy ở câu số 1 là don't like, đây là câu phủ định. Thì xuống dưới đây cũng phải trở thành câu phủ định. Cho nên ở đây sẽ là I am not. I am not keen on making vlogs and collecting soccer stickers. Câu số 2. Is Lang interested in reading books? Và is Lang fond of reading books? Rồi, các bạn kiểm tra xem đã làm đúng chưa ha. Và cấu trúc cuối cùng là chủ ngữ cộng like, love, enjoy. Sau đó sẽ là cộng với lại một danh từ. Thì các bạn để ý ha. Ở đây mình có những cái danh từ như là pizza, soccer, maths và soda. Sau đó sẽ là most. Thì mình sẽ làm như thế nào? Chủ ngữ ở đây mình sẽ đổi thành những cái chủ ngữ sở hữu. Giống như là mình đã học ở trong phần tính từ sở hữu ha. Sau đó là favorite. Rồi, ở đây các bạn để ý nè. Ở đây pizza là pizza, thì pizza là food, đồ ăn. Soccer là bóng đá, thì là sports, môn thể thao. Maths là toán, thì nó là subject, môn học. Soda thì nó là drink, nước uống. Có nghĩa là những cái danh từ ở trên đây là thuộc loại gì, thì các bạn ghi xuống đây cho thầy ha. Rồi, sau đó sẽ là be. Sau đó sẽ là một danh từ. Những cái danh từ này là lấy ở trên đây xuống ha. Pizza, soccer, maths and soda. Rồi, ví dụ Susie likes orange juice most. Thì mình thấy ở đây là orange juice là nước cam. Thì nước cam là nó thuộc trong drink. Cho nên mình sẽ dùng là Susie's. Sở hữu của Susie thì mình thêm phải S ha. Favorite drink is orange juice. Rồi, bây giờ các bạn dừng video một chút xíu để làm thử hai câu ví dụ ha. Sau đó mình sẽ sửa. Ok, number one, my favorite pizza là đồ ăn, cho nên sẽ là my favorite food is pizza. Ở đây English, English là môn tiếng Anh thì nó sẽ là subject. Cho nên, Oliver's favorite subject is English.
Rồi, đây là bốn cấu trúc câu các bạn có thể gặp được ở trong bài kiểm tra giữa kỳ, cho nên là các bạn nhớ ôn tập ha. Rồi, thì buổi ôn tập đến đây là hết. Chúc các bạn có thể đạt được điểm cao trong bài kiểm tra ha. Good luck for your exam and goodbye everyone. Have a great day.